Mời bà con và các bạn nghe thông báo khẩn của Ủy ban nhân dân xã Minh Đức về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn xã. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Minh Đức trong thời gian vừa qua diễn biến phức tạp, vào lúc 7 giờ ngày 6 tháng 8 Trạm Y tế xã Minh Đức đã tổ chức test nhanh đến thời điểm này phát hiện 8 ca dương tính và tiếp tục tổ chức truy vết test nhanh. Để đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn xã, Quỹ ban nhân dân xã Minh Đức thông báo đến bà con nhân dân không ra đường. Đồng thời, Quỹ ban nhân dân xã tiến hành phong tỏa toàn địa bàn xã từ 13 giờ ngày 6 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Quỹ ban nhân dân xã Minh Đức xin thông báo đến bà con nhân dân trong toàn xã được nắm. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Xin nhắc lại thông báo, vào lúc 7 giờ ngày 6 tháng 8, trạm y tế xã Minh Đức có tổ chức test nhanh đến thời điểm này phát hiện 8 ca dương tính và tiếp tục tổ chức truy vết test nhanh. Để đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dân trong địa bàn xã, Quỹ ban nhân dân xã Minh Đức thông báo đến bà con nhân dân trong toàn xã không ra đường. Đồng thời, Quỹ ban nhân dân xã sẽ tiến hành phong tỏa toàn địa bàn xã từ 13 giờ ngày 6 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Quỹ ban nhân dân xã Minh Đức xin thông báo đến bà con nhân dân trong toàn xã được nắm, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.